chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Kabuto. Thì với tình hình dịch bệnh lại trở nên căng thẳng thì việc học tập cũng như là làm việc tại nhà lại được ưu tiên trở lại. Thì với tùy tính chất công việc và môi trường học tập khác nhau thì các bạn cũng sẽ có những nhu cầu tìm những thiết bị và cấu hình khác nhau. Tuy nhiên, nếu như các bạn học về kiến trúc, thiết kế hay là đồ họa thì mới cần đến những chiếc máy có cấu hình cao. Còn nếu như nhu cầu của các bạn chỉ là thuần về văn phòng cũng như học tập thì laptop vẫn sẽ là một sự lựa chọn ổn nhất vì tính cơ động cũng như là sự linh hoạt. Và trong tầm giá thì khoảng hơn 20 triệu đồng một chút thì mình sẽ đem đến một sự lựa chọn cực kỳ hời cho các bạn học sinh, sinh viên, dân văn phòng. Một chiếc laptop đến từ Dell với tên gọi là Dell Virtual 153510. Ở chiếc laptop này thì đây là Dell Virtual dòng 3000 series. Thì dòng này từ trước đến nay là dòng máy thuộc phân khúc giá rẻ của Dell với lớp vỏ bên ngoài thì được làm bằng nhựa. Vậy nên khi các bạn bỏ ra hơn 20 triệu đồng thì tại sao mình lại nói đó là hời? Đó chính là khi các bạn mua chiếc máy này thì sẽ được trang bị sẵn đó chính là Microsoft Office bản Home and Student bản quyền trọn đời. Điều này thì cực kỳ có lợi bởi vì bình thường nếu như mà các bạn muốn sở hữu một phiên bản Office Home and Student vĩnh viễn thì sẽ phải bỏ ra với mức giá là lên đến 2 triệu đồng. Mà khi mua một chiếc laptop thì đương nhiên là các bạn cũng sẽ phải dùng ít nhất là từ 4 đến 5 năm trở lên. Tính ra thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều các chi phí mà đổi lại thì được dùng tất cả các tính năng của Office một cách cực kỳ ổn định. Ví dụ như là khi các bạn viết mấy trăm trang Word như là sách này, viết giáo trình khi học tập này, viết kịch bản này, hay là mấy chục trang, mấy trăm trang tình Excel hay là các bản kế hoạch ở trên Excel, thậm chí là trình chiếu thuyết trình qua PowerPoint mà sẽ không lo bị lỗi file trong quá trình mà các bạn sẽ sử dụng. Đó là điểm hời nhất mà chiếc máy hơn 20 triệu đồng này có thể đem lại cho các bạn. Còn về thiết kế cũng như là cấu hình thì đương nhiên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một chiếc laptop văn phòng mà các bạn cần. Độ dày ở đây sẽ là 18,9mm và nặng chừng khoảng 1,7kg. Toàn bộ máy thì sẽ được làm bằng nhựa, tuy nhiên thì chất lượng hoàn thiện của Dell luôn chắc chắn. Thiết kế bao phủ toàn bộ máy này thì sẽ là màu đen với cả logo Dell ở chính giữa. Đơn giản thế nhưng mà vẫn rất là hiện đại, thanh lịch và cực kỳ dễ dàng khi mà các bạn sử dụng. Bề mặt trước thì vẫn sẽ có những vạt chéo để chống bám bẩn và bám vân tay. Cấu hình của chiếc máy này thì sẽ là Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB cho khả năng đa nhiệm tốt. Các bạn có thể nâng cấp tối đa lên là 16GB, 512GB SSD kết hợp với cả đồ họa Iris XE Graphics. Màn hình lớn thì cũng sẽ là điểm cộng của Dell Virtual 15 này khi mà màn hình là 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền WPA thì tấm nền này sẽ có chất lượng tương đương với những tấm nền IPS cho góc nhìn rộng lên đến 178 độ. Kèm theo đó thì đó chính là công nghệ chống chói anti-glare và công nghệ LED backlit sẽ giúp các bạn dễ dàng quan sát màn hình khi sử dụng laptop ở nơi có độ sáng cao và tiêu thụ ít điện năng hơn. Với mục đích chính đó chính là phục vụ cho công việc và học tập thì Dell Virtual 3510 sẽ có rất là nhiều cổng kết nối. Chúng ta sẽ có là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI, cổng mạng LAN RJ45, sắc audio combo, khe thẻ SD và 1 cổng nguồn. Ngoài ra thì laptop còn có cổng mạng kết nối không dây đó chính là Wi-Fi và Bluetooth 4.1. Về bàn phím thì thiết kế bàn phím rất là hợp lý, hành trình phím sâu và độ nảy khá là tốt, giúp cho các bạn gõ phím nhanh và thoải mái. Hơn nữa thì bàn phím cũng sẽ trang bị bàn phím số riêng để tiện cho việc nhập số liệu. Tuy nhiên thì đối với phiên bản này thì Dell Virtual 153510 thì lại chưa trang bị là đè nền bàn phím. Về phần touchpad thì touchpad rất là lớn, cảm giác di mượt, cảm ứng đa điểm, khả năng tracking thì cũng cực kỳ tốt và các bạn sẽ không cần phải sử dụng chuột rời khi mà mang laptop theo đi ra ngoài để di chuyển. Tổng kết lại thì với một mẫu laptop phục vụ văn phòng và giải trí cơ bản thì Dell Virtual 153510 có thể đáp ứng tốt. Thêm vào đó thì khi mua máy thì các bạn còn được trang bị đó chính là Office bản quyền để sử dụng trọn đời thì quá là tiện đối với mức giá chỉ hơn 20 triệu đồng. Vì thế thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người cho những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.